Chào mừng tất cả bạn quay trở lại với Cà Phê Liên Minh. Như vậy là phiên bản 10.10 đã chính thức trình làng máy chủ Việt Nam. Và chắc hẳn mọi người đều đã biết rằng Xạ Thủ đang dần dần trở thành nhóm tướng yếu nhất ở thời điểm hiện tại. Rõ ràng với đặc thù máu yếu và chỉ tận dụng được lợi thế đánh tầm xa của mình để có thể tạo được những ảnh hưởng cần thiết đến giao tranh. Những đợt buff mà Riot Games trao tặng cho Xạ Thủ dường như chẳng có bất kỳ tác dụng nào cả, bởi vì những con quái vật có thế mạnh lao vào vẫn đang tung hoành trong meta, còn các AD Carry thì quá giấy để có thể trụ vững được trong giao tranh nếu như không có bảo kê đủ cứng cáp. Thật vậy, kể từ đầu mùa, có vẻ như Riot Games vẫn chưa nhận ra điều đó, trong khi liên tục ra mắt những vị tướng quá đối bá đạo để rồi Xạ Thủ không có đất diễn cho chính mình trong Liên Minh Huyền Thoại. Đứng trước thực trạng đó, nhiều game thủ đến từ xứ Hàn dường như đã tìm ra cách để cho con bài này sống lâu nhất có thể trong giao tranh khi bước vào giai đoạn giữa trận, và một trong những phương án đó chính là Vũ Điệu Tử Thần với sự kết hợp không thể gì hơn Ezreal. Và không để các bạn chờ đợi lâu thêm nữa, ngay bây giờ hãy cùng Cà Phê Liên Minh tìm hiểu kỹ hơn về lối chơi Ezreal Vũ Điệu Tử Thần ở phiên bản cập nhật 10.10 nha. Trước tiên thì Ezreal nổi lên là mẫu xạ thủ có kỹ năng thả diều tốt, độ cơ động cao và có thể lên đồ theo nhiều hướng khác nhau. Do đó đây là một vị tướng rất đa dụng khi phù hợp với các vị trí như xạ thủ, đi rừng và đường giữa. Ngoài ra Ezreal cũng nổi bật nhờ khả năng farm lính dễ dàng cũng như sở hữu bộ kỹ năng có tính cơ động cao, nên Ezreal rất khó bị bắt và gục. Từ đó nhiều người đã định hình lối chơi cấu rỉa cực kỳ khó chịu dành riêng cho vị tướng này, đặc biệt khi lên găng tay băng giá. Tuy nhiên các bạn cũng phải lưu ý rằng Ezreal là một con bài đòi hỏi độ chính xác đến từ những người chơi khi được Riot Games thiết kế riêng một bộ chiêu thức định hướng cũng như phải tốn khá nhiều năng lượng để sử dụng kỹ năng. Bên cạnh đó, Ezreal cũng không có khả năng dồn sát thương quá mạnh như một số AD khác, nên thay vào đó các bạn phải nhuần nhuyễn lối chơi di chuyển thả diều. Kể đến giống như phần lớn các xạ thủ ở mùa 10, điểm yếu lớn nhất của Ezreal hiện tại đó là quá dễ chết ở giữa trận do không thể lên được đồ phòng thủ quá nhiều. Nếu mua item sinh tồn sớm thì đổi lại bạn gần như không gây được sát thương. Tuy nhiên may mắn Ezreal lại một trường hợp vô cùng đặc biệt, bởi sát thương của anh chàng này tới từ kỹ năng chứ không phải là đòn đánh thường. Sau khi hoàn thành món đồ chủ đạo là thần kiếm Muramana và găng tay băng giá hoặc tam hợp kiếm thì bạn hoàn toàn có thể lên đồ thủ, và đó là lý do ra đời lối chơi Ezreal Vũ Điệu Tử Thần. Khoan hãy bàn tiếp về cách lên đồ, ngay bây giờ chúng ta hãy nói về bảng ngọc bổ trợ một chút nha. Đầu tiên không quá bất ngờ khi điểm ngọc chinh phục ở nhánh chính chuẩn xác là sự lựa chọn của đại đa số người chơi, bởi nó bổ sung cho nhà thám hiểm của chúng ta rất nhiều sát thương và khả năng hồi phục. Tiếp theo với hiện diện trí tuệ, vị tướng này sẽ nhận được lại 20% năng lượng đã mất mỗi khi tham gia hạ gục mục tiêu và có thể tăng lên mức tối đa 500 mana. Kế đến, huyền thoại hút máu sẽ mang lại một chút hút máu với mỗi điểm cộng dồn nhờ tham gia tiêu diệt kẻ địch hoặc ăn quái to và lính. Ông ngọc còn lại bên nhánh chính sẽ là nhát chém ân huệ, và nó rất có ích trong việc tiễn những con mồi đang thoi thóp ở trạng thái thấp máu lên bảng đếm số nhanh hơn. Chuyển sang nhánh phụ, pháp thuật, giải băng năng lượng sẽ giúp Ezreal gia tăng thêm khá năng lượng mỗi lần sử dụng kỹ năng trúng mục tiêu, trong khi thăng tiến sức mạnh sẽ mang lại 10% giảm hồi chiêu ở cấp 10 và cộng thêm một chút sát thương với lượng hồi chiêu vượt mức giới hạn. Nhìn chung với cách xây dựng bảng ngọc này, các bạn có thể gây ra rất nhiều sát thương từ kỹ năng nhờ một lượng mana được cộng thêm đáng kể. Thậm chí việc tích cộng dồn chinh phục của Ezreal cũng được đánh giá khá nhanh và không gặp nhiều khó khăn, trừ phi các bạn tung chiêu thức định hướng trượt quá nhiều mà thôi. Ok, chuyển sang phần quan trọng nào. Đó là cách xây dựng trang bị dành cho Ezreal. Ở giai đoạn khởi đầu, chắc là các bạn đã quen với là kiếm Doran và bình máu rồi đúng không ạ? Trong khi trang bị lớn đầu tiên và bắt buộc phải có của Ezreal là kiếm Mana Moon, bởi lượng sát thương gây ra của món đồ này tỷ lệ thuận với chỉ số năng lượng tối đa. Tiếp theo, găng tay băng giá là một trang bị rẻ nhưng lại cực kỳ phù hợp và đem lại hiệu quả cao cho Ezreal. Nó giúp gia tăng tối đa khả năng cấu rỉa từ xa và thả diều mục tiêu cực tốt cho Ezreal khi kết hợp cùng với phát bắn thần bí. Ngoài ra nhờ khả năng làm chậm trên diện rộng đến từ nội tại kiếm phép, cho nên sẽ không có đối thủ nào có thể chạy thoát được khi đã bị trúng kỹ năng của chàng trai này. Kể đến như đã nói ở đầu video, nhằm mục đích gia tăng cơ hội sống sót ở giữa game, chúng ta sẽ có thêm một món đồ không ai ngờ đến,
Vũ Điệu Tử Thần. Khi nó ngoài cung cấp thêm 50 sức mạnh công kích, 10% giảm hồi chiêu, thì với 15% hồi máu dựa trên lượng sát thương gây ra, sẽ là thứ Ezreal rất cần trong từng cú bắn của mình. Tuy nhiên đáng chú ý nhất chính là hiệu ứng chuyển một phần sát thương dồn thành sát thương theo thời gian, khiến anh chàng này vốn đã an toàn nay còn khó chết hơn nữa. Thêm vào đó, Vũ Điệu Tử Thần sau khi được làm lại đã được bổ sung giáp và kháng phép, cho nên nhiều game thủ đang biến item này càng ngày càng trở nên phổ biến ngay với cả những xạ thủ như Ezreal. Sau khi sở hữu những trang bị lớn quan trọng kể trên, các bạn cũng không nên quên mua giày khai sáng Ionia để có đủ trọn bộ 40% giảm hồi chiêu. Tiếp theo, tùy thuộc vào tình hình và diễn biến thực tế của trận đấu mà các bạn hãy lựa chọn phương án shopping sao cho phù hợp. Tuy nhiên, trong một thời đại mà những đấu sĩ hay chống chịu lao vào đang thống trị, thì mình xin có vài đề xuất cho mọi người, đó là gương của vua vô danh. Khi nó vừa gia tăng thêm tốc độ đánh, vừa đem lại khả năng hồi phục tốt, mà mỗi lần kích hoạt nội tại lên mục tiêu kết hợp cùng găng tay băng giá thì đối thủ xác định buông chuẩn. Cuối cùng, với 25% xuyên giáp và hiệu ứng vết thương sâu đến từ lời nhắc tử vong, thì Ezreal sẽ tự tin bắn những con bài chống chịu tuyến đầu về phía đối phương. Đó là còn chưa kể khả năng gây sát thương theo phần trăm máu của gươm của vô danh đấy ạ. Tóm lại, không có quá nhiều thay đổi trong cách lên đồ dành cho Ezreal khi vẫn là kiếm Mana Moon, găng tay băng giá, gươm của vua vô danh. Tuy nhiên, điểm tạo nên sự khác biệt đến từ quyết định sử dụng trang bị Vũ Điệu Tử Thần. Bởi lẽ với sự đa dụng của nó sẽ giúp cho vị tướng xạ thủ này đang có tỷ lệ người chơi lựa chọn nhiều nhất 43,16% sống sót lâu hơn, qua đó gây ra sát thương nhiều nhất có thể trong quá trình. Cuối cùng, mình sẽ điểm nhanh một chút về cách nâng chiêu và lối chơi của Ezreal. Không cần phải bàn cãi khi kỹ năng Q phát bắn thần bí được tăng tối đa trước tiên, vì đây là chiêu thức giúp Ezreal kéo máu đối thủ cũng như ăn lính từ xa. Kế đến, kỹ năng E dịch chuyển cổ họng sẽ được hoàn thành sau chiêu Q, trong khi kỹ năng W tinh hoa tuôn chảy được nâng một điểm ở cấp 4 và tối đa sau cùng. Với cách chơi thì các bạn cũng biết rằng Ezreal khá yếu cho tới khi được các trang bị cần thiết. Vì thế, giai đoạn đầu trận nên chơi an toàn và tập trung vào các chỉ số farm lính. Tuy nhiên, phải lưu ý việc phân bố năng lượng một cách hợp lý đấy ạ. Giữa game là giai đoạn mạnh nhất của Ezreal với những phát bắn thần bí cực thốn, mục tiêu khó có thể chạy thoát. Do vậy, vẫn luôn đề cao cảnh giác trước con bài lao vào bên phía đối phương để có thể thả diều một cách hiệu quả nhất. Và vừa rồi là toàn bộ nội dung về lối chơi Ezreal Vũ Điệu Tử Thần ở phiên bản 10.10 của Cà Phê Liên Minh. Mong rằng cách lên đồ dị hợm này sẽ giúp cho các bạn có được cơ hội tung hoành cùng vị tướng Ezreal trong chế độ xếp hạng đơn. Ngoài ra từ nãy giờ thì điểm mạnh của hướng xây dựng trang bị kiểu này đã được chúng ta làm rõ. Tuy nhiên, để có thể đạt được hiệu quả thì các bạn phải luyện tập đủ nhiều và thực sự hiểu rõ về vị tướng mình đang định chơi đấy nhỉ. Cuối cùng, sau khi xem xong video, các bạn có suy nghĩ gì thì hãy để lại ý kiến cho Cà Phê Liên Minh được biết. Và đừng quên like, share và subscribe vì nó hoàn toàn miễn phí mà. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.